Đó là cúc bữa Tết này. Bây giờ tàn rồi. Đây là cái đào nhỏ mà. Trong này có rất nhiều loài. Đào rụng hết hoa rồi. Em đừng nhớ ai. Chỉ được một cây sống. Hoa sống đời rất nhiều. Cái này tốt quá, cho đi ra ngoài. Trông nó to mà cắt ra này. Một núi rau ấy. Cũng một núi rau luôn. Không cho ớt vô. Không cho ớt vô ruốc. Quên là sắt bỏ vô cho con. Phải cho con. Anh đi. À, đi này ba gọi cho được mẹ. Đây là thịt. Điều này ba gọi cho ba mới được đấy. Mẹ gọi cho mẹ được đấy. Rồi. Rồi. Thôi à. Em ngồi xuống. Ngồi xuống con. Ngồi xuống ăn. Ăn đi con. À cái gì? Em. Cuộn rồi. Dạ mẹ nha. Giờ có bắt cái nhà
chậm ba đi. Trả lời cho em miếng to. Ăn buồn quá rồi. Ăn nhanh. Ăn nhanh học bài. Trời ơi. Cuốn đề bị cuốn siêu to khổng lồ. Cắt ngang ra không siêu to khổng lồ. Bi là kiểu to khổng lồ. Múc ra, chia ra. Ừ. Em ăn ruốc à? Nước mắm à? Để chị múc ra cho. Cho bạn đấy. Vừa đưa cái lá nhá. Ở đây Bi, Thảo với Mười Mớ làm mùng 8 tháng 3 cho tùy. Mới công bài. Còn mai ta sang bà nội. Mai là mùng 8 tháng 3 cho bà nội. Ba là chỉ cần bát là được. Mình có phở là được. Mình có phở, mình có chạo là được. Mai hồi chị em hồi trừ là rủ nhau đi karaoke. Nhậu. Nhưng mà trúng giờ đó thì giờ nhà con học. Cho nên nè. Giờ nhà con học cho nên không biết mình rắn có đi được hay không đây. Ăn cho đà chứ. Cuộn cậy cho dài chứ cậy nửa đi. Mẹ mới cắt tóc quá. Rất đẹp. Rồi em ăn thịt đấy rồi. Rồi đi. Bữa đấy được hai ba bên tay luôn. Em nãy vừa ăn thịt nhiều rồi đó. Ăn giỏi lắm. Ăn giỏi lắm. Vừa thịt vừa giò. Nè chấp măng chôm này. Ê, ra con muốn to á. Chỉ cần không bỏ cái bỏ cái thứ nữa. Bà ngoại bị Covid rồi. Bà ngoại em ấy F0. Bị Covid thì F0 như lắm nữa. Ta phải ăn thêm tỏi quá. Ta phải bỏ thêm lá tỏi quá. Ăn ăn thì nhiều tỏi với gừng vào. Gừng hết mất rồi. Ngoài ra phân anh đi. À, đi lại ba gọi cho thử mẹ. Đây là thịt. Điều này ba gọi cho ăn trước đây. Mẹ gọi cho mẹ trước đây. Trời ơi. 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 Rồi có nhà chậm ba đi. Mẹ bỏ bạn em ăn. Ăn buồn quá rồi. Ăn nhanh. Ăn nhanh học bài. Trời ơi. Cuốn đề bị cuốn siêu to khổng lồ. Cắt ngang ra không siêu to khổng lồ. Bi là siêu to khổng lồ. Nhậu. Nhưng mà trúng giờ đó thì giờ nhà con học. Cho nên nè. Giờ nhà con học cho nên không biết mình rắn có đi được hay không đây. Ăn cho đà chứ. Cuộn cậy cho dài chứ cậy nửa đi. Mẹ mới cắt tóc quá. Nè chấp măng chôm này. Ê, ra con muốn to á, chỉ cần không thì bỏ cái bỏ cái thứ nữa. Bà ngoại bị Covid rồi. Bà ngoại em ấy F0. Bị Covid thì F0 như lắm nữa. Ta phải ăn thêm tỏi quá. Ta phải bỏ thêm lá tỏi quá. Ăn ăn thì nhiều tỏi với gừng vào. Gừng hết mất rồi.